ăn kiêng gì sau khi nâng ngực? Đây là một câu hỏi chung của rất nhiều chị em phụ nữ sau khi đi nâng ngực xong về. Thế thì đối với những chị em phụ nữ sau khi đi nâng ngực xong thì đó là một cái dịch vụ đại phẫu, tức là có phẫu thuật bằng dao kéo, thì chúng ta cần phải ăn kiêng giống như những cái dịch vụ sau mổ thôi. Thứ nhất, nhóm thực phẩm thứ nhất là các bạn cần phải kiêng, đó là tôm, cua, hải sản. Vì tại sao chúng ta lại không được ăn nhóm này? Trong vòng 5 đến 7 ngày đầu sau khi mà chúng ta mổ xong thì chúng ta kiêng tuyệt đối nhóm này, vì cái này là nhóm có nguy cơ bị dị ứng, gây dị ứng cơ thể và có nguy cơ làm cho vết mổ không được liền, bị đỏ và lồi mặt nên rất nhiều. Đây là một trong cái nhóm thức ăn mà chúng ta cần phải kiêng sau khi nâng ngực. Nhóm thứ hai mà các bạn cần phải kiêng sau khi nâng ngực xong đó là những nhóm mà có thể gây nguy cơ tạo mưng mủ vết mổ, như là những đồ nếp, thì ví dụ như là xôi, ví dụ như là bánh chưng. Vì những cái đồ này thì nó gây tình trạng nguy cơ gây mưng mủ rất cao, mưng cái vết mổ và làm cái vết thương lâu liền hơn so với bình thường. Đấy là nhóm thực phẩm thứ hai mà chúng ta cần phải kiêng. Nhóm thực phẩm thứ ba mà chúng ta cần phải kiêng đó là những nhóm có thể gây nên tình trạng nhiều tổ chức xơ như sẹo lồi, ví dụ như là rau muống, thì đây là một trong những cái nhóm mà chúng ta cũng phải nên kiêng tuyệt đối. Chúng ta nên kiêng từ 1 đến 3 tháng sau khi chúng ta sau phẫu thuật nâng ngực xong thì chúng ta hạn chế tuyệt đối, đặc biệt là rau muống như các như bác sĩ vừa mới chia sẻ. Và nhóm thực phẩm thứ tư mà các bạn cần phải lưu ý đó là không được dùng trong thời gian từ 7 đến 10 ngày sau khi mà chúng ta nâng ngực xong, thì chúng ta hạn chế tuyệt đối là không được sử dụng cái chất kích thích như là rượu bia hoặc là cà phê hoặc là những đồ cay nóng, ví dụ như là ớt, hạt tiêu. Đấy là những cái nhóm thực phẩm mà chúng ta cần phải kiêng trong thời gian từ 5 đến 10 ngày chúng ta sau phẫu thuật nâng ngực. Trên đây thì bác sĩ Trọng chia sẻ với các bạn về các nhóm thực phẩm mà chúng ta nên kiêng, không nên sử dụng trong quá trình nâng ngực, sau nâng ngực, để quá trình liền thương nó tốt nhất, phục hồi nhanh nhất và phải hiểu một cái vòng một quyến rũ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của bác sĩ Trọng và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.